Kháng Kháng, hôm bữa Kháng có một bạn yêu cầu á là anh Kháng ơi, anh Kháng làm món gì đó mà ăn được có bị mập đi. Còn làm được không Kháng? Dạ được bạn, để con làm cho bạn đó. Thì bạn nào yêu cầu mà món ăn không mập á thì vô nhận liền nha, nhận liền. Tôi lục cái tôi làm cho còn món gì không mập không? Một mực nè. Thôi để một người ra mình làm đi. Rửa hai trứng mà lục trước. Bé này bự nè. Đây là Kháng cho mình con mực cho nó sạch. Rồi, còn nữa bên nó mèo Kháng sẽ đi ngâm hết. Rồi, giờ Kháng sẽ đi xe theo ra trước đi. Nãy giờ nó mèo của Kháng đã nở rồi nè, Kháng đi rửa và sắt ra. Giờ Kháng sẽ sắt nó mèo ra nha. Rồi, giờ nó mèo nó xong rồi, Kháng đi gọt nửa củ cây đỏ. Kháng cho thịt chưa hao. Tiếp tục là cho củ cây đỏ vô. Kế tiếp là nó mèo. Cuối cùng là hành. Cho vô xíu xíu đường ơi. Xíu bột ngọt. Xíu tiêu. Cho vô xíu muối. Giờ mang bao tay vô, trộn gì vô. Trong những sao nó đỏ nhìn đẹp thiệt mà ăn ngon không biết. Chắc là ngon đây. Thịt Kháng đã chọn rồi, vậy nhồi vô con mực. Mình sẽ đẩy nắp mực lại. Đây, bỏ cái đầu vô đây. Vừa cái lỗi bỏ cái đầu vô. Mình sẽ lấy cái cây ghim. Mình ghim qua. Chưa xong đâu. Thấy nó còn hình giống ngôi sao đẹp quá. Giờ mình sẽ cắt cho nó gọn lại. Trời ơi, con mực sao mà mập dữ vậy mày? Sao mà mập dữ vậy? Chết rồi. Mẹ kêu làm muốn ốm, mực làm con mực quá trời mập rồi. Dừng bời cho con mực này qua cái dĩa đó đi. Mập quá mập. Đi lộn hai trứng ra cái đi. Em sẽ dứt cái lòng đỏ bỏ ra ngoài. Phần thịt chưa còn lại cái cho vô cái lòng hột vịt. Em sẽ ém cho nó kín lại. Vẫn còn dư thịt nha. Chết mồi, bị thao túng tâm lý à. Không biết sao nữa. Để nhớ không mẹ ăn bánh bao. À, mẹ còn một bịch bánh bao. Đây rồi, đi rồi, đi rồi. Mình không có bánh bao nhưng thịt mình sẽ lấy bánh bao. Không nhân này mình làm thịt vô luôn. Đó, rồi em lấy cái muỗng này. Móc lên. Nó đã bị mình thao túng tâm lý nha. Còn thịt còn dư lại nè, mình tiết kiệm bỏ bánh bao luôn. Rồi giờ bỏ vô cái sửng hấp. Ôi bỏ vô cái này. Ủa chết rồi. Còn cái này sao bỏ vô giờ không nó chậm lên vậy? Con ra kể cho mẹ nghe nè. Gì con? Còn nãy giờ làm món ớt không mập gì xong chưa? Con làm món quá trời. Giờ bỏ được con dĩa nè. Con dĩa này không bất lực à. Trời ơi, có nghĩa là làm trời đất ơi. Rồi thịt gì là tập lưng món cho nha. Này món ớt nhưng mà con làm nó bị mập nha. Ừ, mập bị mập hơn mẹ đó. À có nghĩa là bây giờ cái này làm vậy. Dạ, hấp. Nhưng mà giờ không hấp được. Rồi, còn cái này cũng hấp luôn. Rồi bị thao túng tâm lý rồi đúng không? Trời ơi, thôi cầm đi. Đây mẹ lấy cái nồi hấp 2 tầng mới mua bên bia vậy nè để mẹ lấy ra cho. Sao trùng hợp với mẹ? Mẹ thấy con thích nấu ăn quá nên mẹ sắm đủ hết cho con xài. Thôi, gì gì gì. Đây, nè, con thấy đã chưa? Đó. Bây giờ hai tầng luôn. Đúng rồi. Đó, cái tầng ở dưới này là mình sẽ chế nước vô. Rồi con sẽ chế vô nước vô đây đi. Rồi, tiếp tục mình sẽ để một cái ngăn ở dưới trước. Đây ngăn trước á, mình sẽ để một cái con mực và cái này vô trước đi. Đó. Đây, sẽ có cái lòng này. Mình xếp lại. Thấy tiện lợi chưa? Rồi, tầng trên sẽ làm thế nào? Tầng trên con sẽ để như thế này. Đó. Rồi, đây là bánh bao đúng không? Con sẽ cho lên tầng trên. Đây là cái nắp nè. Đây lại cái nữa. Con thấy tiện lợi và tuyệt vời không? Quá xá gọn gàng luôn. Rồi bây giờ mình chiên ghim chui vô đi. Chui điện bên đây. Bây giờ mẹ sẽ chỉnh nhiệt độ nha. Đây là cái nắp nhiệt độ nè. Đó, mình sẽ chỉnh cái nhiệt độ. Bây giờ mình sẽ chỉnh 40 phút đi nha. Đó, rồi, chỉ cần chờ thôi. Rồi, bây giờ thì đã 40 phút rồi, nó bật nước rồi. Ui. Thơm quá trời luôn. Trời ơi, nó thơm dữ thần như sao. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần dưới coi nó làm sao nha. Ôi, con mực mình nó nứt ra rồi nó đau luôn. Trời, phải nói là cái nồi nó hấp hai tầng này nè, nó công nhận là nó tiện lợi ghê luôn á Kháng. Hấp một lượt được hai món luôn, mà món nào cũng thấy nó đẹp xuất sắc luôn kìa. Mà không biết có ngon không nữa. Rồi bây giờ mẹ con mình cùng dùng nha. Dạ. Món heo thì của con đó hả? Thôi giảm cân theo cách heo thì nha mọi người. Rồi đây là món trứng. Còn một cái muỗng này, cái muỗng. Ta nói tới cái đoạn này thì nhanh với Kháng ăn say xưa mà quên mất là anh cameraman ảnh đang nhìn đó mọi người. Phải công nhận á là cái nồi hấp 2 tầng bia nẻ ha, không chỉ vừa tiện dụng á nha, mà nó còn giúp cho thức ăn của mình giữ nguyên cái độ ngọt luôn á. Trời đất ơi, tính ra là nhanh mua cái nồi này hay là quá ư là đúng đắn luôn. Cái nồi mà giờ này mà nó biết nói chuyện thì nó sẽ kìa. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Tại vì nó biết thế nào từ đây về sau nó cũng sẽ tới công chuyện với anh Kháng thôi.